Rẻ nào cũng 19 ngàn hả? Biết lắm mà. Quay đường. Gì anh? Em đang đi trên đường về. Ủa? Bắt đầu vô cao tốc. Tại mình không quét được ta. Hồi sáng đi phà, giờ về cao tốc. Em không quét được rồi. Để đưa vào cái chi phí của công ty của con á. Rồi mới đưa vào. Qua ETC nè. Qua trạm thu phí ETC nè. Cái chuyện như vậy. Coi quét được không? Đỡ không, mà ETC quét không được. Đem tiền gì cho mẹ, đem tiền gì cho mẹ đó. Rồi cái này nó hư luôn ha. Nó bật dè lại ha. Cái gì kìa? Đưa thẻ kìa. Hùng quá ha. Giờ bỏ nó kia luôn rồi. Hãy nói cho các bạn bỏ. Xuống kia. Nhỏ là nhỏ thứ mấy? Suy nghĩ kìa mấy qua... một không một qua hả qua không biết mấy một hai không biết khúc gà mấy siêu tiền hai gì nó lấy ra nó rồi hai cái nè ổng mặc cái đồ vàng vàng cái nó vàng cái đèn đó nữa cái đèn đó. Rồi nó đá ra có cái đèn đó nữa kìa cái tao tưởng nó công an hai cái áo một cái đàn mà hai số phận cái thằng quỷ kia nó cũng xin qua mà thấy trí lăng lên nó xin đâu có được đâu ông nhá mà nó không còn thằng nào ở ngoài luôn kìa vô ráo luôn kìa không còn thấy thằng nào ở ngoài kìa để chống chạy nó bị dẹt đường mà anh dữ cũng cái lần này xong hai lần tự nhiên ông được chạy trong đây ta ông là sửa đường mà làm đường chỗ này mà. Tao phải đi bảo trì đồ chứ. Bảo trì đường cao tốc. Tối rồi mà đi làm đó. Tao mới đi xe nó chớp đó. Có chứ. Tối giả sử như cái chỗ nó hỏng quá thì ban đêm mà phải giăng dây báo đèn gì chứ nhiều khi xe gặp cố tao sao nữa đó. Nói đi đường cao tốc. Ủa sao cái đường này có hai làn vậy Trí? Lên khúc là lên cầu. À. Nó không có làn ưu tiên. Lên cầu. Mà đi đáng cầu. Lên cầu rồi đâu có đâu cầu làm cầu mà tốt chứ biết làm đường với ai ông nào mà chia cái đường của Cần Thơ với chắc cao tốc này là không dám vượt lên lại nó sợ công an bắt mày này không biết chắc ổng đi lạc đường rồi đó mày ổng không dừng lại hút thuốc cho ấm người phải không hay nó vượt không ông nhìn là hút thuốc kìa ông này ông đi đèn ông cũng nhá đèn nữa bởi vậy đi cao tốc chạy chán ủa bên bển này gì mà sát chân vậy ta cầu nhà thu phí sao người đó chắc quốc lộ quá hả ai hả chắc đường quốc lộ quá xuống cầu là thu phí á bên đó là hướng nhiều bên đó hướng nhiều quận nhất á cái tòa nhà ấy à nhà lên mắt rồi nè 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 đúng rồi vô đúng làm nãy giờ dòm quá trời luôn quá chữ nó màu xanh lè giàu ghê luôn xe này phải để chữ màu đỏ để chữ màu xanh nó nhìn chết luôn trạm thu phí luôn làng dành hôm nay sẽ qua làng thu phí tự động của cao tốc Long Thành dầu dây có một làng à đã nhìn mục mắt luôn tự động gì mà lâu dữ vậy sao tự động đi mà lâu dữ vậy không biết nó chưa cái nãy nó đưa đâu rồi nó chưa áp dụng hả ủa chứ nó bắn quẹt quẹt giống như mã vạch nữa hả sao mà không biết áp dụng đây chưa mà sao thấy lâu quá chắc quẹt xuống da liền không? Cứ bán liền. Tiếp thị liền. Tiếp thị liền á. Cái miếng nhỏ. Nội này thu tiền anh ơi. Thấy xe đi. Trời ơi thu phí. Thu tiền đó. Đi thẻ gì á? Đưa lại hả? Thẻ
Đâu á, không tự động à? Ừ, kêu là không biết tự động mà. Rồi, qua tới nó sửa. Chuyện nào mới áp dụng tự động em? Chưa lắp à? Chưa lắp mà ngán. Chưa lắp. Chưa lắp. Chưa lắp mà ngán mang tự động. Chui vô cái làng thu phí tự động đợi chết nãy gần kia rồi chết nó phê biết nãy đi cái làng kia cho rồi làm nhỏ mắc cỡ luôn nơi năm chưa giới thiệu lấy gì gắn nãy xuống tới bậy năm ờ máy liền chưa lắp kìa xuống bán liền phải gặp ông giám đốc bán nhân viên không mua nổi 60.2 phí tự động. Wow. Wow. Gà nó qua lấy gà. Trời ơi, thôi nãy đi bên kia. Ôi nó trên cái tuyến đường này còn bộ không xe qua được mà. Chạy đi. Lỡ rồi. Gắn báo. Không có. Em có người chị, em con nhỏ nãy cũng nói vậy thì nào gắn báo. Em có người chị mà. Chị là lâu hơn nữa nãy giờ đi ở bên kia kìa thì mày chồng mày đi chứ ai thì nãy đằng kia đi xa làng hả không mình đấy đi được rồi kìa nè không sai không bảy quét xong mà kìa đi mày